vòng trường suốt, có ăn có uống, có nhiều nước, ăn uống khá nhiều và ngủ lâu, có lúc không tập trung khá nhiều và có lúc mình buồn, mình tốt lắm, còn nên lúc là còn mỏ, cho nên trong một năm mình chơi. Thank you.
Kết thúc dòng 21. Ở đây mình tính quốc lộ sẽ lọc khá nhiều 95 đường dây.
anh em mình cố gắng coi trường hợp tiếp viên 36 nha, chỉ để chúng ta có lúc có tập trung nhảy ra ngoài một cái gì chúng ta quay vào trong một tình huống đấu, chúng ta đừng để buồn mà chúng ta đi tiếp mình chơi đây. Trường hợp 36 chúng ta lắng lại cái này, chúng ta như vậy khi bất cần thì có triệu chứng giống như máy nha, rồi bắt máy rồi nha, có thể khi là ta sẽ sót cái máy. Kết thúc dòng 22. Kết thúc lại chương trình thời sao chúng tôi đi vào trong một đánh buồn rất tốt nhưng mà mất tập trung bên ngoài quá nhiều và tóm lại và có đẹp quá sâu rồi đi vào nơi mặt của người quá nhiều dấu răng nhất vào trong quê thường khá buồn rất tốt nhưng mà nơi mặt có nhiều trên 36 tuổi rồi chúng ta lý nha đây con không dám tắt từ ngoái là không có đẹp nhưng mà hình như thế chúng ta ít nhất là từ 70-80% là có chứng lượng ngoái chúng tôi không bắt lượng ngoái người bắt lượng rồi mất tập trung bên ngoài mà nếu như có ngoái thì ta xuống cách tiếp tục hơn. Chúng ta bắt di chuyển được hai chúng mình không? 38 đi trước. 38 đi trước. Và kết thúc này thì chúng ta di chuyển trước là số 10. Dòng 23 bắt đầu.
không phải những lỗi sửa lòng. Nam ta nữa nha, qua dòng 20 khi những lỗi sửa lòng đánh tốt không trái được một chân. Bây giờ mình nhắc lại chưa không phải ta có được chút trái được qua lỗi này. Kết thúc dòng 23. Anh em ta lưới nha, ở dòng này mình đã không xuyên suốt và sẽ đi cơ tại dòng này. Ở đây chúng ta giúp lỗi sửa lòng không phải dùng chơi. Cứ khi bắt chìm vào, mạnh tuần được tốt thì chúng ta di chuyển vòng ngang và có re đuôi, chúng ta có nở đuôi để tiếp từ 3 bước đầu. Có cũng nhẹ một cái, nhưng mà chúng ta theo lại khi bắt đầu càng quýnh thì càng cảm chi. Để sau lơ mặt và nhú mình, sau đó quay vào trong đứng chủ động bất cần và ăn uống, ai gì. Còn chúng ta chúng ta lưới, về sau rất cảm chi, bất cần bất bộ và lơ mặt và nhú mình. Chúng ta những cái nở đuôi đầu tiên không cũng được, cho nên 23 dùng chơi. Dòng 24 bắt đầu. Thank you.
tìm rất nhiều ra đen ra, có thể là tìm rất nhiều. Bảy phút nhưng mà góp bôn trước khi hết giờ. Kết thúc dòng 23-24. Kết thúc lại chương trình chơi đi sau. Chúc chim chúc lợi Nguyễn Long Bóc Cô 71 cùng chơi. Anh em làm đi nha. Anh em có đồng hồ. Nên trường hợp này chúng tôi là dựa trên đồng hồ. Và khi phát loa thì tôi đã phát loa kết thúc và bắt đầu. Chúng ta dựa trên phát loa nha. Nên trường hợp chỉ định chúng ta đã giúp trong thời gian đấu. Dòng 25 bắt đầu. Thank you.
Kết thúc vòng 25. Như vậy vòng 25 thì chúng ta có điều chúng ta có giá đỏ nhưng mà thời gian quay lại rất tốt rồi chưa đủ một sản phẩm được. Và vòng này nó sẽ là vòng trọng tốt, em ta lý nha. Vòng trọng tốt thì chúng ta cố gắng theo dõi tiêu chí vòng trọng tốt chúng ta biết được chúng ta biết thế nào bây giờ. Vòng trọng tốt 30 lượt bắt đầu. Vậy chỉ cần với dòng này thì cần đây là đã tốt trái đường chơi. Tim rớt 4, 2 lần. Cánh tim 1 lần. Quái 1 lần. Tim giúp lỗi sửa lọc. Cánh tốt trong trái đường chơi. Vậy chỉ cần làm tốt biệt. Và mức biệt ta mất tập trung nhiều. Và ta đánh tốt mà tim điều vẫn nguyên cơ rất cao. Chỉ cần tim đánh không xuyên suốt lúc đấu lúc cầu. Khi đấu thì bằng là tim đó thì có cần lơ mặt những nguy cơ và đánh cao này. Chỉ cần tim điều và tim bằng di chuyển mà chưa mạo bất hình nguyên cơ và đánh rất cao. Không tám coi có một đầu có đủ mình và có hơi cảm tiền 96 có mức tập trung 2 nhịp và đủ mình 96 37 có mức tập trung và đủ mình 96 tiếp tục có mình chúng ta lưu ý nha. Có một chú minh có đọc ít nhất từ 3-4 lần mà không phải đọc 3 lần loại nha, lưu ý nha. Có những đọc rất nhiều lần nhưng mà vẫn không loại, nhưng có những khi chúng ta đọc một lần hoặc không đọc thì cũng dùng cho bình thường chúng ta nói nặng hơn. Ở đây đọc lên là cố gắng theo dõi và có đồng cảm và nhìn với giám khảo để chúng ta được nhận từ này. 96 con gắn thời gian chính xác. 99 có ăn uống, có mặt cầu và có sử dụng. 28 y chỉ có mất lệnh nhưng mà chúng ta lại bốc chuyển. Ở trong ngày 28 cũng sẽ khai lần rồi. Chúng ta vẫn thấy được khi người ta di chuyển với hình bộ không được tốt. Chúng mình chính tiếp tục thẩm định. Ba mấy tiếp tục mất tập trung. 22 có mất tập trung. 96 tiếp tục sử dụng. Số 10 có mất tập trung. 22 có chú mình. 08 tiếp tục chậm chi. 10 chính của đội sửa bụng. 99 lơ mặt. Số 10 ta lơ mặt khá nhiều.
Số 10 tập đó rồi nha. Mình lơ mặt rất là nhiều qua dòng này. Và trước khi người đang công bố về cái trường hợp ngày hôm nay, nói giờ được chúc mời. Ở đây là một cái dịp bây giờ là trọng tài làm bằng mắt thường và anh em ta xem bằng ta. Trường hợp ở đây mà chúc mời mà dừng cuộc chơi, mà nếu như mà chúc mời mà diễn lòng mà không dừng cuộc chơi thì cái gì dừng cuộc chơi khác nó sẽ kiếm như thế này, chúng tôi cũng phải đợi. Trường hợp trước khi lại mà diễn lòng mà để lại thì giám khảo cũng phải đợi. Thế nên chúng tôi làm như sao? Về trường hợp ở trong này trước khi mới dừng chơi. Tuy nhiên là bắt kịp vào hẳn rất tốt, phần bộ đẹp, nhưng mà đó mất tập trung ra ngoài quá nhiều, cộng thêm quan uống và có lúc thần thái không được tốt lắm, có đó là vẫn cũng tốt. Nhưng chúng ta mất tập trung ra ngoài rất nhiều lần, đó là số 10. Và trường hợp chúng tôi có tiếp tục có sửa lòng là số 10. Trường hợp cái gì này mà không có sửa lòng thì trường hợp anh em so kè lại trên sao. Nếu như số 10 mà lỗi sửa lòng này không có mà liên tiếp thì tôi sẽ được nhảy ấy. Còn trường hợp không sửa lòng mà vẫn đau yếu mất tập trung thì cái mời. Thì trên này ta vẫn xuống một cách hợp lệ. Ở đây chúng tôi như sao? Đánh mức tập trung rất nhiều, trong khi ta sẽ lòng. Nếu như mà không sẽ lòng, mà chỉ đánh tốt, liên tiếp, mà tôi phải lời giải. Còn nếu như chúng ta không sẽ lòng, nhưng mà vẫn yếu, vẫn lơ mặt, vẫn mất tập trung. Như trong tiêu chí đưa ra, và thì họ bắt về. Thì chúng tôi hoàn toàn thực hiện tin này. Cho nên chúc mời, đánh mức tập trung rất nhiều, mặc dù quay vào trong đánh tốt, nhưng mà lơ mặt có nhiều, cho nên chúc mời đi một chơi, và mình sẽ lòng. Trước khi mất tập trung quá nhiều, có lúc phải bổ cỏ, tổng quen dũng mình hai lần, 96 tuần chơi. Về trường hợp trước khi mà chúng ta có mất được một cái nhịp thì mà ta vẫn chưa xuống một tình tiết đó là hàng ngày một tình tiết. Được khoảng tầm 25-30 giây là khá tốt, nhưng mà tin lại có điều. Cho nên chúng ta dừng chơi là 08 phải dừng chơi.
Chú chim chính của đội sẽ đập cánh 55 điểm trời. Chú chim ta lơ mặt 3 điểm, sự bình thủ 2 lần và có tập gì ăn uống và cao khá nhiều lần. Và đấu công chuyên xuống 99 điểm trời. Xin chúc mừng 30 thi đấu này. Và ta đến ngày hôm nay là top 30, chúng ta là những xe đặt tiền tỷ giá 10 tỷ đồng. Kết thúc là team 58 sẽ được tiền kết của em tăng lên nha. Em coi cứ về một đầu này còn đầu kia em ạ. Ở trận này 58 sẽ được một tiền trước. Dân chọn top 20 với tập đầu tiên. Bắt đầu ở đây chúng tôi sẽ loại 4 team 4 2. Sau phút còn lại sẽ chốt. Và sau đó càng quấn càng tăng tốc lên đánh mức độ của mình, lúc đánh khá lớn.
nó tóm lại vẫn đi tiếp, có gì có chiến đấu yếu hơn. Rồi vâng, và tạo tiếp người tiếp về từ giờ cái team không sao bắt thì nó cũng bẩn, và sau đó có thể cắm đi còn gì sau này tăng tốc tăng lên tốt vẫn được tiếp, có gì có chiến yếu hơn. Về từ giờ cái team ta bắt thì đánh mức độ cũng bẩn, nhưng mà sau đó ăn uống quá nhiều, ăn uống lâu và còn một món hai lần và rất chậm chỉ, và cái lúc thành bộ cũng được tốt lắm, cho nên không ai phải dừng chơi. Minh Dũng, anh con ba con em ạ. Hiện tại giúp con 073 năm ngày tiệc cột bên trước phạt. Về được rồi, bây giờ mình tiếp tục chơi sao? Bốn bốn tiếp tục sẽ đâu? Không bắn không bắn tập trung quá nhiều, khá nhiều. Đó thì bốn sáu mươi lăm tiếp tục chơi. Sáu bảy lăm. Thì gặp là 45 chúng ta để lâm phải gặp chỗ mình là bốn bốn. Giúp con là 073. Con bồi chủ. Đội tiên đấu trọng tiên sù đủ để lâm cán sáu bảy tiếp tục chơi. Không lắm. Bồi chủ là 080 đang ăn nhạt rồi. Các bồi chủ là gần Tiền Minh Đi Hà đang sờ đang nhạt rồi. Bồi chủ đang sờ nhạt. Hiện tại bồi chủ bắt đầu chuẩn bị loi biên. Bồi chủ là nằm ở biên dãy thứ hai. Thật nhạt vậy. Thì chúng tôi là Tiền Minh ngay nên cô sẽ long đục, long sinh đục. Lần thứ 16 thì không phải lắm. Bây giờ mình kêu 11 sẽ được phụ tin trước. Bồi lắc con em, bồi lắc 066, 0026 em. Đúng với các chị, bồi lắc 016, 0026. Dâm tròn tốt, lượng tiếp theo bắt đầu. Anh nhìn con 039 ở biên ở bên phải đấy. Đô lương chuẩn bị xích lô con. Đô lương anh Hải chuẩn bị đô lương của chuẩn bị xích lô và anh Hải đô lương là 072 56073 073 607 cách 1 chuẩn bị. Còn sản từ 073 phía sau là chuẩn bị 020 là chuẩn bị của anh Huy Tương Dương. Tiếp sau chuẩn bị của anh Huy Tương Dương là chuẩn bị của xích lô và đô lương. Không phải lắm như cổ hủy. Năm mươi tiếp tục đứng câu ngoài. 80 tiếp tục đó chẳng đi. 22 tiếp tục câu ngoài. Chỉ là ta có thứ phần có mức đồng và giải tiếp tục câu ngoài. 22 80 tiếp tục thứ phần. Cảm ơn ông nha. Bảy ba có tẩm chi có ăn uống có quà tròn và có chú bẩn. Bảy ba gần học xong chạy luôn. Nam ta đứng ra sau 2 phút bỏ đảng sẽ chốt. 22 tiếp tục cho ngoài. Tám mươi chín có cú xuống chưa sửa lỗi gì lớn thì chúng ta rất chậm đi. Không chính có chậm đi mà có chú mình. Phong Nguyễn ở ngoài đó ánh kiệt em ạ. Phong Nguyễn mũi bố dần có mũi bố. 22 tiếp tục bắt được chung. Để đi lần gương nó rất tốt anh em. Lần gương là 6 lần 29 có lần mặt có chú mình. Lần gương lần gương 39 hay 29 là 39 6 lần đến. 22 tiếp tục bắt được chú mình. 92 có chú mình. 73 tiếp tục là chậm đi. Cảm ơn anh Trung Tiến, cảm ơn tất cả mọi người. Chậm chậm tốt, được tiếp theo và tiếp tục. Đúng
Và chúng ta đến bây giờ này chúng tôi xin lỗi là bốn chú chim mà chúng ta vẫn biết được có nhiều chim tôi mới đọc lên. Điều quan trọng nhất là có chim lỗi nặng hơn, lỗi nhiều hơn thì chúng ta còn may mắn thời tiết. Về trường hợp ở dòng này chim ta tìm chơi thì sao? Cái chim ta đánh đến mức tập trung khá nhiều khi đang vào không có nhiều thứ quan cầu và cộng thêm vũ quần thêm hai lần mặc dù quanh vào trong thì đánh cũng được tốt. Nhưng với cái điểm chờ thì ta mất tập trung khá nhiều và nên giữ mình cho hai lần nên hai mươi hai điểm chờ. Bây giờ chúng ta ra đi làm sát giao cái gì bây giờ chúng ta có trọng tiền và có giữ mình thi đấu của mức độ trung bình nhưng vẫn được tiếp có gì có tiền mỗi năm lần có gì hơn đó là tiền 89 vẫn được tiếp. Chú chim ta đấu có yếu và có lơ mặt ba nhịp cộng thêm vũ bình hai lần khi vào trong thì đánh cũng mức độ của mình khá hơn tốt và anh không được suy sụp lắm cho nên 50 điểm trời nói sau có trọng tiền có lơ mặt ba nhịp cộng thêm vũ bình hai lần 50 điểm trời. Về trường hợp ở trong này chúng ta có chủ chim điều xuống đúng có chủ mình chủ chim chúng ta có chủ mình quen nhưng mà đánh mất được chủ mình và bồn chúng ta là chính diễn ra sao chim lại cho nên không thể không được tiếp chủ chim thường chơi sao chủ chim ta phải lơ mặt cộng thêm có chủ mình và có lúc cũng mất cần cho nên ta mới chịu phải dùng chơi chủ chim ta đó có tập gì có chủ mình và có ăn uống và có quen con họ phải là dùng chơi. Dòng chọn top 20 lượt cuối cùng bắt đầu ở bên tôi sẽ gọi hai tin chúng ta lưu ý sau 2 phút họ đang sẽ chốt. Không chính có trọng tin và có chú mình 43 là có mất tập trung 28 là lưu ý nha. Ở dòng này là tin điểm mà mình di chuyển xuôi vào thì vẫn có đỡ cao mình chỉ vào hơi những chúng ta đấu có yếu với trọng thì không mất tập trung được cả 28 anh em nói nha 43 mất đâu 09 cuối số chưa sửa lên 43 tiếp tục mất tập trung và chủ động 05 có ăn uống có trọng thì 43 tiếp tục mất tập trung
thấy quả không chín ơi, cố lên. Đấy, chạy đi, nữa. Hai mươi sáu có chủ đấu. Bốn ba con gái bị lợi bên này thì mình mất tập trung rất nhiều. Cả bộ luôn. Chín mươi hai có chậm tim và có lơ mặt. 43 chúng ta cố gắng chuẩn bị tâm lý trọng này. Không tin tiếp tục khá chậm đi. Dâm tròn tốt và kết thúc. Một lần chú mình, một lần chú động, có cảm tin và có mức tập trung, cho nên không tin dừng chơi. Về đây là cái dòng này mà chúng ta khi bà con đường đã tốt, nhưng mà dòng này ta mức tập trung quá nhiều, lơ mặt quá nhiều và cảm tin có chú mình, cho nên có 4-3 dừng chơi. Xin chúc mừng 20 chú mình đã đây.
Xin mời anh ta xoay cầu một tiếng cầu. Xin mời anh ta xoay cầu tiếng cầu. Hai mươi tám quay cầu. Xin mời đem ra xoay cầu tiếng cầu. Kết thúc thời gian xoay cầu. 5 giây ổn định tim. Bắt đầu. 5 giây ổn định tim luôn nha. Kết thúc thời gian ổn định tim. Trong chọn tốt lượng đầu tiên bắt đầu. Ở đây tôi sẽ loại 4 phút này. Sau 2 phút nữa là sẽ tốt. Anh em ta đối nhà khi vào tới đây 2 hàng lập cái tiếng sau. Tim rớt 4 một lần, cắn chân một lần, quay một lần sẽ lòng đánh tốt trong trái tim trời. Làm gốc viêm, gốc tập trung và nó gốc một tim đường của nguy cơ rất cao. Trong quá trình mà tưởng nó ngang nhau mà tim mình di chuyển xuôi vào nguy cơ rất cao. 4 lần chúng ta cố gắng 6, 52 chúng ta mất tập trung quá nhiều. 58 các tập tim. Sáu mai chúng ta mất tập trung. 66 tập tim. 80 các tập tim. 道理 nha, tim khá đều nhau, tôi đọc bằng tim ta có đến cộng như sau, chẳng hạn như là 67, 28 và 45, những tim ta đều có không trẻ. 80 tiếp tục tập tim vào chú mình. 66 có mất tập trung. 29 có mất tập trung, có hơi chậm tí. 75 có mất tập trung ra ngoài. 29 ta mất tập trung. 45 có đi uống nước. 29 đó là giờ mình bất tỉnh nha. 29. 80 tiếp tục trong cầu. 29 cố gắng thử nhận cho mình. 45 chúng ta là có đi ăn. 69 là 62. 29 cố gắng thử cho mình. 45 tiếp tục đi ăn. 11 có nữa gì. 45 cố gắng thử cho mình nha. 66 tiếp tục mất tập trung. 45 tiếp tục đi ăn uống cho trong. 66 có sổ chủ. 26 phải tầm nhìn quan hướng. 45 phút nữa cho mình. Dập tròn tốt. Lượt tiêu đã kết thúc. Thank you.
cái team bây giờ mà chúng ta bắt thì vào có mất tập trung từ hai team thì vào trong một rất đẹp và sau đó đã chế chắc chắn sự tiếp. Vậy thì là cái team bây giờ mình chơi sau mất thì qua rất khá tốt, nhưng mà càng ngày sau thì bắt đầu thẳng chậm yếu thịt và lơ mặt bắt gần bắt một thường tán vọng và chúng ta tiếp tục chú mật lên hai mươi chín cái đường chơi. Về tình hợp, chúng ta không mất cả các bộ tiền, nhưng khi quay vào trong buồn rất tốt, anh em 11 thì có được tiếp. Tuy chúng ta bắt dịch vào đó cũng trẻ, và sau đó di chuyển thay đổi rất tốt, là di chuyển di tìm. Bây giờ khi chúng ta vẫn di tìm đánh này cho hết trận đấu, thì tổ chức tập rất cao, và nhìn thái độ thì con của giá của thứ bất. Nhưng trường hợp này, chúng ta là giá của thứ bất, ngoài ra là đi ăn và đi uống rất nhiều lần và rất lâu. Cho nên, một cũng trẻ thì không cứu được. Di chuyển xuôi vào, cộng dịch ăn uống nhiều và uống lâu, cho nên 45 phút điểm chơi. Vậy thì gần chúng ta đánh mất tập trung ra ngoài 3 lần và ăn uống và cũng có đóng tốt để phản ứng nhưng 3 giây là cũng không cứu được cho nên 66 giờ chờ khi chúng ta mất tập trung thì bỏ đánh tốt đánh mấy lần không được thì biết là đây là cái chiến ra bắt kịp vào là cái mức độ của mình khá vì sao chúng ta chậm một tí và ăn uống nhưng vẫn được tiếp bởi vì có kịp chưa chú tin đánh không xuyên suốt khá chậm chỉ cộng thêm ăn uống cộng thêm chủ mình về sau có tăng tốc tốt nhưng mà cũng không có được cho nên 80 mươi mình chờ xin lỗi là nó phải như sau nha đánh không xuyên suốt khá chậm chỉ và chủ mình về sau tăng tốc nhưng mà không có được thì chỉ có được lên 80 mươi mình chờ. Chọn chọn tốt lượt tiếp theo bắt đầu. Không sáu có chậm tiền có mất tập trung và có mình không năm khá chậm tiền bảy mươi hai có mất tập trung tám mươi chín đó là gì hãy ai tiếp tục mất tập trung sáu mươi hai có ăn có mặt cầu 89 tiếp tục chậm tiền không tập trung 5 ta nữa nha, thì rất đều nhau, khi mình có yếu có chậm tiền một ký rồi, là nó nguy cơ rất cao rồi. Ở đây chúng ta buộc phải đợi tiền 92 có chậm tiền, 89 có dũng mình, có bất tập trung dũng mình 92 tiếp tục bất tập trung, 05 không năm tất cả chưa bị một đội đó chính là anh ta tiếp tục bước trong màn chủ mình chín mươi hai 26 có ăn uống có cầu cầu của họ 72 anh ta có thể tốt tập trung 06 ta đứng nào chứ là ta lên ngang rồi quay đầu xuống và đừng ngoái ở đây chứ mà đừng ngoái ta lên ngang bằng nước và bây giờ đừng ngoái còn lên ngang quay đầu xuống và đừng ngoái được 28 có đeo gì 8 là gì vậy 72 ta tiếp tục bất tập trung 92 tiếp tục bước được khá lâu 72 tiếp tục lơ mặt và đủ bệnh
trong trọn tốt là cái tốt 26 phần trăm từ lỗ. Về trường hợp ở trong này chúng ta có ăn uống hai lần, quẹt cầu vòng ngõ hai lần, cộng thêm có đúng mình và có mất tập trung, có mất tập trung một nhịp và có hình bộ có lúc mình tốt lắm và có thậm chí lúc đó cũng được của mình, cho nên 26 dùng chơi. Về trường hợp chúng ta có cặp một nhịp và có mất tập trung đúng vậy, nhưng mà vào trong vẫn đánh mức độ của mình khá lên và tóm lại vẫn được người biết bởi vì có tiền đường cứ tiền đường là tiền đường nằm cách đời cứ tiền có chậm chỉ có mất tập trung hai nhịp và khi vào trong thì bồn là không còn và di chuyển bồn từ bốc đó cho nên trong năm mới được chơi. Chúng ta đọc lên không phải là so kè, có nghĩa là phát qua và có đi tới. Chúng ta có mất tập trung hai nhịp và có như vậy, nhưng mà cây huấn chúng ta có thành rất tốt và 89 vẫn được tiếp. Ở đây là chúng ta có những trái là 19 và 89 là cũng rất tốt được tiếp. Chúng ta mất nhịp và đánh rất là như vậy và sau đó mất tập trung trong bàn khá nhiều. Về sau rất cầm tiền và còn lên cả như vậy. Lơ mặt, như vậy, có mất tập trung lên 72 nhịp chơi. Chúng ta kiếm ra bắt nhịp vào là tương đối và tiếp theo sau chúng ta là mất tập trung ngoài hai nhịp khá đông và sau đó lại tiếp tục đúng mình lên góc biên tiếp theo nhịp chân mất tập trung và có đúng mình tiếp theo nhịp chân 06 sẽ được đầu tiên. Anh em ta đi nha, 06, chúng ta đi trước thì chúng ta 06 cũng được đi. Ở bên này là chim 89 cũng được đi, nhưng mà phải đi sau cái chim này. Dân chọn tốt lượng cuối cùng, bắt đầu. Và tôi bắt đầu tìm khá nhiều nhau những trường hợp mà di chuyển mà có phức tạp như là 18 mất tập trung khá lâu 62 mất tập trung của chúng mình 62 là tiếp tục mất tập trung 28 cú xuống chưa xếp đội cho tính 62 cái đội giải mặt tiếp tục mất tập trung 18 lắm thì là sao nha
28 có điện nước, có đi ăn uống. Mười tám tiếp tục đôi hòa bất thành công. Mười tám tiếp tục đúng mình. Dập chọn tốt. Thank you.